Jamie chào mừng các bạn đến với channel YouTube của Game Bóng Đá TV. Đừng quên nhấn subscribe để ủng hộ Game Bóng Đá TV và nhấn chuông để nhận thông báo khi có những video mới nhất các bạn nhé. Chào mừng các bạn đang đến với bản tin bóng đá trưa của Game Bóng Đá TV. Bản tin trưa nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau: Paris Saint-Germain hóa tiếc nuối trong ngày Messi hóa thần gỗ; Ronaldo xác nhận 100% ở lại MU; thêm một người từ chối làm trợ lý cho Ten Hag; Hùng Dũng xin lỗi vì U23 Việt Nam không thắng Philippines. Hãy cùng chúng tôi đến với những thông tin chi tiết và đừng quên dành ra một giây đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Đêm qua, AC Milan đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước Verona ở vòng 36 Serie A. Kết quả này giúp cho Rossoneri giành ngôi đầu bảng từ tay của Inter với 2 điểm nhiều hơn. Họ chỉ cần giành 4 điểm sau 2 trận đấu gặp Atalanta và Sampdoria ở 2 vòng đấu cuối là chắc chắn vô địch. Với việc đã giành danh hiệu, Real Madrid đã thực hiện 7 sự thay đổi so với chiến thắng kịch tính trước Man City ở Champions League tuần trước. Điều đó giúp cho Atletico, đội được chơi trên sân nhà, có một thế trận thoải mái. Và trong hiệp 1, họ đã có bàn mở tỷ số nhờ công của Yannick Carrasco ở phút thứ 40. Mateo Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm của Real. Trên chấm 11m, Carrasco đã ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp Atletico giành trọn vẹn 3 điểm. Chiến thắng trong trận derby giúp Atletico xây chắc vị trí thứ 4. Họ hiện đang hơn vị trí thứ 5 của Real Betis 6 điểm. Messi đã sở hữu tổng cộng 10 lần sút trúng khung gỗ tại Ligue 1 mùa giải 2021-2022. Đây là con số chưa từng xuất hiện trong một mùa bóng ở giải vô địch quốc gia Pháp kể từ khi ông ta bắt đầu thu thập dữ liệu vào năm 2006. Điều đó cho thấy vận đen của Messi ở mùa này. Nguồn tin độc quyền của The Sun tiết lộ Cristiano Ronaldo đã nói với các đồng đội ở MU rằng anh sẽ ở lại câu lạc bộ. Đã từng có những lo ngại về việc CR7 sẽ chia tay sân Old Trafford sau mùa giải thất vọng này. Tuy nhiên, Ronaldo chọn ở lại để giúp cho MU, bất chấp việc họ không thể dự Champions League mùa sau. Richard Moriarty tiết lộ, Ronaldo đã nói với các cầu thủ rằng cậu ấy sẽ không đi đâu cả, trừ khi câu lạc bộ nói rằng không cần cậu ấy nữa. Không ai thất vọng hơn Ronaldo về việc mùa giải này đã diễn ra như thế nào, nhưng cậu ấy không muốn ra đi trong bối cảnh đội bóng gặp khó khăn. Cậu ấy muốn giúp họ trở lại Champions League cũng như giành danh hiệu ở mùa sau. Tuy nhiên, cậu ấy đã nói với MU rằng nếu huấn luyện viên mới muốn đi theo một hướng khác thì cậu ấy cũng không cảm thấy khó chịu gì cả. Ronaldo không hối tiếc khi trở lại Old Trafford. Sau khi Wayne Rooney và Robin van Persie, Fred Rutten đã từ chối làm trợ lý cho Erik ten Hag ở MU. Rutten từng làm việc với ten Hag ở PSV trong giai đoạn 2009 đến năm 2012. Tuy nhiên, ông không muốn xa gia đình ở thời điểm này. Manchester United đang thực sự cần một tiền vệ ở mùa tới khi mà Mata, Matic và nhiều khả năng là Paul Pogba sẽ rời khỏi Old Trafford sau khi mùa bóng khép lại. Một trong những mục tiêu được nhắm đến là Frenkie de Jong của Barca. Theo nhiều nguồn tin quốc tế, phía Blaugrana cũng không ngại để tiền vệ người Hà Lan tái ngộ với thầy cũ Erik ten Hag. Huấn luyện viên Xavi mới đây đã yêu cầu ban lãnh đạo Barca chiêu mộ Bernardo Silva của Man City để thay thế nếu như de Jong ra đi. Mới đây nhất, tờ 90 Min đã bất ngờ tiết lộ thông tin câu lạc bộ Manchester United chấp thuận bán đi tiền đạo Marcus Rashford. Con số mà đội chủ sân mong muốn từ thương vụ của tiền đạo người Anh là 60 triệu bảng. Thời gian vừa qua, câu chuyện về tương lai của Marcus Rashford tại MU sau khi mùa giải hạ màn đã khiến cho báo chí tốn rất nhiều giấy mực. Hiện tại, cả Arsenal và Newcastle đang cực kỳ quan tâm tới việc chiêu mộ chân sút sinh năm 1997 của Quỷ Đỏ. Chia sẻ sau trận đấu với Newcastle, huấn luyện viên Pep Guardiola xác nhận sẽ không có sự phục vụ của ba cầu thủ Diaz, Stone và Walker trong phần còn lại của mùa giải. Dù vậy, huấn luyện viên người Tây Ban Nha không lo ngại về nhân sự ở hàng thủ trong phần còn lại của mùa giải. Theo Sport, thông qua người đại diện Robert Lewandowski đã có cuộc đàm phán ký hợp đồng mới với Bayern Munich. Tuy nhiên, tiền đạo người Ba Lan rất bất bình trước đề nghị mức lương của Hùng Xám. Ngoài ra, Lewy không muốn ký hợp đồng ngắn hạn một năm. Đây được xem là cơ hội tốt để Barcelona sở hữu chữ ký của ngôi sao 33 tuổi này. Chia sẻ sau cú đúp vào lưới của Leeds United, Eddie Keita cho biết rất vui mừng với sự cổ vũ của cổ động viên Arsenal. Vì vậy, tiền đạo này không loại trừ khả năng sẽ ra hạn hợp đồng với đội chủ sân Emirates. Keita đang được nhiều câu lạc bộ theo đuổi do sắp hết hợp đồng với pháo thủ. Theo truyền thông Đức, Dortmund đã đạt thỏa thuận chiêu mộ tiền đạo Karim Adeyemi với mức giá 38 triệu euro. Chân sút 20 tuổi người Đức đã ghi 21 bàn thắng sau 21 trận trên mọi đấu trường mùa này cho Sandburg. Cơn mưa lớn trên sân Việt Trì đã làm ảnh hưởng đến màn trình diễn của U23 Việt Nam, khiến đội bóng của chúng ta để hòa U23 Philippines ở lượt trận thứ 2 vòng bảng SEA Games 31. Đây là trận đấu thất vọng
khi U23 Việt Nam vượt trội hơn hoàn toàn về thời lượng kiểm soát bóng và thế trận. Tuy nhiên, các chân sút đã không thể khiến mảnh lưới của U23 Philippines rung lên dù chỉ một lần. Sau trận đấu, đội trưởng Hùng Dũng đã gửi lời cảm ơn tới các cổ động viên đã đội mưa để cổ vũ đội tuyển, đồng thời nhận trách nhiệm về kết quả vừa qua. Anh nói: "Tôi xúc động với tình cảm của người hâm mộ và được thi đấu dưới sự cổ vũ của gần 20.000 khán giả hôm nay. Cầu thủ nào vào sân cũng luôn muốn giành chiến thắng. Tôi xin lỗi vì không thể cùng đồng đội đem lại niềm vui chiến thắng trước Philippines ở trận đấu ngày hôm nay." Vào lúc 19 giờ tối nay, bóng đá nữ SEA Games 31 sẽ chính thức khởi tranh với trận mở màn bảng A giữa Philippines và Campuchia. Do Indonesia rút lui nên đội tuyển nữ Việt Nam không thi đấu ở lượt mở màn bảng A. Các trận đấu của bóng đá nữ SEA Games 31 đều diễn ra tại sân Cẩm Phả, Quảng Ninh. Bản tin bóng đá trưa ngày hôm nay đến đây kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiền bóng đá, kết nối niềm đam mê thúc cầu.